Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật về một số thông tin rất là hot trên dự án Matchain. Thì đây là một cái dự án khai thác trên Telegram. Thì đây là cái giao diện chính của dự án ha. Thì ở trên đây là cái số điểm này. Rồi dưới đây là mình sẽ vào anh em claim hàng ngày nha. Thì đây là phần claim và farming. Rồi tiếp tục anh em bấm vào start farming. Thì cái con bot này nó sẽ tự động khai thác cho anh em nha. Rồi thì cứ 8 tiếng anh em vào, anh em bấm claim một lần và sau đó anh em sẽ thực hiện cái farming thì con bot nó sẽ tự động khai thác cho anh em nha. Rồi ở giữa chính là cái phần task ha. Phần task thì anh em sẽ làm những nhiệm vụ trên đây để mà có thể là tăng được cái số điểm thưởng của cái dự án này. Rồi phía bên phải chính là cái phần friend nha. Thì ở đây anh em có thể là claim được cái phần thưởng từ cái việc mà anh em chia sẻ cho bạn bè ha. Ngoài ra thì anh em bấm vào invite friend này, sau đó anh em copy link để chia sẻ cho bạn bè để kiếm thêm cái điểm matchen này. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật số thông tin và cũng như là cái tiềm năng của dự án matchen này. Những anh em nào chưa đăng ký thì có thể là xuống phần mô tả video kết bạn đăng ký ha. Anh em bấm vào và khai thác cho mình. Rồi thì trang X của dự án hiện tại đã có 276.109. Matchen đang chuyển sang ngăn ship OB trên chuỗi BNB. Động thái chiến lược này là nhằm giúp chúng tôi trở thành nhóm AI lớp 2 đầu tiên trên chuỗi BNB ha, nâng cao các cái ứng dụng AI với danh tính phi tập trung và chủ quyền dữ liệu ha. Thì cái con này nó là thuộc cái mảng AI nha. Và trong tương lai thì cái trend AI nó sẽ bùng nổ rất là mạnh ha. Cho nên là đây là một cái dự án phải nói là thuộc top trend trong thời gian tới ha. Rồi thì thông tin cách đây 2 ngày cập nhật từ thú vị từ Matchen ha. Chúng tôi đã có nửa đầu năm 2024 đáng kinh ngạc từ việc tham gia các cái sự kiện lớn như Group of Thought Paris, Dubai Token ha, cho đến việc chuyển đổi mang tính đột phá sang chuỗi BNB. Thì chúng tôi đang tạo ra làn sóng trên thế giới blockchain. Cộng đồng của chúng tôi đã bùng nổ lớn với hơn 2 triệu người dùng trên Matchen Watch. Đi sâu vào báo cáo chi tiết giữa năm thì chúng tôi để nắm bắt là mọi hoạt động và những sắp gì sắp diễn ra. Đó thì ở đây dự án hiện tại đã có 2 triệu người dùng trên cái dự án này nha. Rồi Matchen ha, phân cấp AI trong chuỗi với chủ quyền dữ liệu và danh tính. Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái web 3 phi tập trung được hỗ trợ bởi AI, nơi quyền sở hữu dữ liệu được dân chủ hóa, quyền riêng tư là sự lựa chọn và người dùng trao quyền tận dụng dữ liệu của họ để phát triển cá nhân, xã hội và kinh tế. Rồi thì đây là một cái dự án thiên về cái dữ liệu AI em nha. Rồi ở dưới đây thì một số cái đối tác của dự án nha, ví dụ như là CoinMaker Cap này, Coindesk này, Business Insider này, Yahoo ha. Rồi có đối tác đặc biệt này ở đây, Google Cloud này đó, em thấy không? Rồi dưới này là lớp nhận dạng AI cho web 3. Matchen là một cái block AI phi tập trung đó. Phi tập trung ha, tập trung vào cái dữ liệu và quyền tự chủ về danh tính, sử dụng cái AI tiên tiến để tổng hợp dữ liệu, phân tích và lập hồ sơ người dùng nhằm nâng cao các giải pháp nhận dạng phi tập trung và quản lý dữ liệu ha. Đó thì đây là một cái blockchain riêng luôn ha, và nó liên liên quan đến cái mảng AI phi tập trung vào cái dữ liệu nha. Đó thì cái mảng về AI này phải nói là một cái trend sắp tới sẽ rất là bùng nổ nè nha. Rồi ở đây nó sẽ có cái phần sở hữu danh tính số của bạn này. Match AI biến đổi tương tác của bạn với thế giới kỹ thuật số bằng cách cung cấp giải pháp danh tính phi tập trung DID ha, an toàn, nó hợp lý hóa với quyền truy cập vào nhiều tên nền tảng ha, cung cấp cơ hội kiếm tiền từ dữ liệu của bạn, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng các cái công nghệ bảo mật tiên tiến đó ha. Rồi dưới đây là nó phân tích về một số cái tính năng của dự án ha. Rồi rồi anh em sẽ đọc thêm ở đây là khám phá về hệ sinh thái của chúng tôi này. Hệ sinh thái của dự án anh nha. Đó rồi bây giờ mình sẽ vào tiếp về cái phần mắt hấp thì anh em sẽ xem được là một số cái hệ sinh thái của dự án này, rất là nhiều hệ sinh thái luôn liên quan ha. Đó AI ly hợp này, rồi bản gốc phù hợp đó, đấu trường ma, rồi thẻ vào phòng chờ toàn cầu, mở tín dụng, rất là nhiều nha. Phải nói là cái hệ sinh thái của dự án này phải nói là cực kỳ phát triển luôn.
Đó, anh em kéo xuống đây rất là nhiều. À, cho nên là khả năng cái tiềm năng của dự án này phát triển rất là mạnh ha. Hệ sinh thái cực khủng luôn. Đó. Về game, phòng thí nghiệm, DAO. À, rất là nhiều. Anh em kéo xuống đây rất là nhiều nữa nha. Kéo miếp không hết luôn nè. Đó. À, thì anh em lưu ý ở đây nó có một cái dự án bonded ha, cũng là một cái dự án rất là quen thuộc ha. À, mình đã chia sẻ cho anh em. Thì đây cũng là một cái dự án thiên về việc làm nha. Và nó cũng là hệ sinh thái của cái dự án matchen này luôn, rất là hay ha. Rồi ở đây anh em sẽ vào cái phần mạng thử nghiệm ở đây. Thì matchen AI là một cái blockchain riêng ha, tương tự như những cái block chain như là Binance Smart Chain hoặc là Ethereum ha. Thì đây là một cái block riêng, nó thuộc về cái mảng AI luôn nha. Đó, thì đây là cái nó đã chạy về cái mạng thử nghiệm này. Anh em có thể thấy được là tổng số giao dịch ở đây và tổng số khối ha. Đó, rồi giá gas nè, rồi địa chỉ ví nè. Thì ở đây là một cái số cái giao dịch về thử nghiệm anh nha. Đó, nó đã có cái chuỗi khối ở đây luôn và chi tiết chuỗi khối ở đây. Đó, rất là chất lượng anh nha. Rồi, anh em có thể là xem tất cả các giao dịch ở đây. Đó. Đây là các thành phần về chi tiết và chuỗi khối nè ha. Nó là một blockchain riêng, rất là ok nha. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể là vào ở đây mã thông báo nè. Đó. Thì trong này anh em sẽ có rất là nhiều cái mã thông báo liên quan đến cái dự án này cũng như là thuộc hệ sinh thái của dự án này, rất là nhiều nha. Đó. Anh em có thể xem. Đó. Thì anh em sẽ vào thêm một cái dấu ba gạch nữa, anh em vào cái mã thông báo này. Rồi vào chiếu ha. Đó, thì anh em sẽ thấy được là những cái chi tiết của cái địa chỉ ví ha. Số lượng giao dịch cũng như là các cái số lượng ví nè, tổng số ví rồi số số lần giao dịch. Đây là những cái ví mà nó nằm trong cái chuỗi khối nha. Đó, rất là chi tiết luôn nha. Thì trên cái app này rất là đơn giản và rất là nhanh luôn. Thì mỗi ngày anh em vào cứ sau 8 tiếng anh em vào anh em claim cái phần farm tự động ha. Rồi anh em bấm vào farm cho nó tự động nó khai thác cho anh em nha. Đó, rồi ở đây thì anh em lưu ý này, ở đây nó có cái phần daily booster. Anh em bấm vào đây. Rồi, có nghĩa là ở đây là cái phần tăng cường hàng ngày ha, có nghĩa là tăng tốc độ khai thác nè, canh tác ngẫu nhiên từ 1 cho đến 3 lần trong một giai đoạn trang trại, chỉ áp dụng trong ngày sau khi mua. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái phần tăng tốc ngẫu nhiên. Đó ha, trong cái giai đoạn khai thác farm. Đó, và anh em sẽ có là 3 lần. Đó, thì mỗi lần anh em tăng tốc độ thì anh em sẽ bỏ ra 50 bon để anh em đầu tư vào. Đó ha. Thì lúc đó anh em sẽ có được cái phần tăng tốc độ ngẫu nhiên ở trong cái phiên farm của anh em nha. Đó là như vậy, đó là cái phần tăng tốc. Rồi bên đây là cái phần game booster ha. Thì cái phần này là phần chơi game ha, mình có thể là không cần phải chơi game ha. Rồi, ở đây nó có một cái phần nữa là play. Play thì anh em sẽ bấm vào đây để anh em chơi game rồi nữa. Đó. Anh em cần né cái những cái quả bom rồi ha. Rồi 152 rất ok ha. Rồi bây giờ mình bấm quit nè, thoát ra. Đó, thì đây là một cái game mà mình có thể là cũng là một trong những cách để anh em có thể kiếm thêm cái đồng bon này, điểm bon này. Đó, thì đây là một dự án phải nói là cực kỳ chất lượng ha, và nó liên quan đến cái mảng AI trong tương lai, hot trend trong tương lai nha. Thì đối với những cái nhiệm vụ task này anh em cần phải làm nhiệm vụ hết cho mình ha. Nhiệm vụ này cũng khá đơn giản thôi, anh em chỉ cần follow các cái trang X rồi các cái mạng xã hội của dự án ha. Thì anh em sẽ nhận được cái số điểm của dự án ha. Bên đây là phần bạn bè. Rồi về cơ bản như vậy ha, thì đây là một dự án phải nói là thuộc hot trend trong thời gian sắp tới, nó liên quan đến cái mảng dữ liệu AI ha, cho nên là cực kỳ hot nha, cho nên là anh em không nên bỏ qua. Đó, rồi ok ha, thì video này xin kết thúc nha. Nếu thấy video thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những em là chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.